72 giờ vàng sau sinh là thời gian 3 ngày sau sinh. Đây là thời điểm rất quan trọng với cả mẹ và bé. Và có 3 việc quan trọng cần được làm ngay trong 72 giờ vàng này. Giúp tạo nên hormone oxytocin là hormone tiết sữa và co thắt tử cung ngay sau sinh, giảm thiểu băng huyết và nhiễm trùng ở tử cung một cách tự nhiên và nhanh chóng nhất. Bé nên được đặt trên người mẹ ngay từ những phút giây đầu đời và các mẹ sẽ không phải lo sợ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của bé. Ngược lại, da tiếp da còn kích thích hệ hô hấp, các phản xạ tự nhiên và tạo sự nào khác. Sữa non là một loại thực phẩm đặc biệt ưu việt, giúp bé miễn dịch tốt và hoàn thiện hệ tiêu hóa còn non nớt của bé. Mẹ không cần chờ thời gian 1 đến 2 ngày cho sữa xuống rồi mới cho bé bú. Trẻ sẽ không nhận được dinh dưỡng từ nguồn sữa non quý giá. Bởi ngay từ những ngày mang thai, sữa non đã có sẵn trong bụng bố mẹ và lượng sữa này hoàn toàn đủ cho bé trong 3 ngày đầu. Động tác mút sữa ban đầu không chỉ kích thích hoạt động của tuyến sữa mà còn là sợi dây gắn kết yêu thương giữa mẹ và bé. Việc cho bú sớm còn giúp tử cung co lại tốt hơn, hạn chế hiện tượng chảy máu sau sinh và phòng tránh nguy cơ ung thư buồng trứng. Đây là đầu tiên em đến phòng tranh của anh thì em thấy phòng tranh rất là đẹp, có nhiều bức tranh rất là có hồn, rất là nghệ thuật. Và cá nhân em thì em cảm nhận phòng tranh của anh là rất là đẹp hơn những phòng tranh của họa sĩ trước đây em từng xem. Và đặc biệt là cái lối thi pháp mới của anh nhé, thì em thấy rất là đẹp, khác lạ với những dòng chữ khác truyền thống mà trước đây từng có.